đang tiến vào lễ đài là khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, đã tham gia nhiều chuyên án, đấu tranh trấn áp tội phạm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những bông hồng thép kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Hold on!